Thưa quý vị, nằm cách thủ đô Hà Nội không xa, có một ngôi làng đặc biệt mà ở đó từ trẻ nhỏ tới người già, ai ai cũng quen thuộc với tiếng phì phì đặc trưng của loài bò sát tử thần. Bởi tại đây có làng nghề truyền thống vô cùng đặc biệt, đó là nghề bắt và nuôi rắn hổ mang. Đây cũng là nghề mang lại lợi nhuận rất cao, thậm chí là hàng tỷ mỗi năm. Và cứ thế những tỷ phú và triệu phú của làng không thiếu. Và mặc dù chúng đã được thuần hóa, thế nhưng cũng như cách người ta vẫn gọi vui là nghề nuôi tử thần vẫn chứa đựng nhiều rủi ro cực kỳ cao. Chị ơi, nó có thể đây đó. em đến cho rắn ăn thử đây. Không sao đâu, em cứ cho ăn. Được rồi, nó phì thật. Thực sự là nó phì rất là ghê. Thưa quý vị, chị đóng cửa chuồng, đóng cửa chuồng mà. Tay này của mình là bị từ năm 2010. Từ năm 2010, tức là nhưng mà trong gia đình của chị là có ngoài chị thì có ai đã bị rắn cắn không ạ? Trong gia đình của mình thì có, bố mình cũng một lần bị, bố chồng mình cũng một lần bị và chồng mình cũng một lần bị. Nhưng mà bị nhẹ hơn. Dạ vâng, thưa quý vị và các bạn, giống như rất nhiều người thì tôi có một nỗi sợ rất lớn đối với những loài bò sát, đặc biệt là loài rắn. Không chỉ bởi ngoại hình mà còn bởi thứ nọc độc chết người mà chúng mang trong mình. Thế nhưng ở một nơi mà người dân lại làm bạn với rắn, rắn cùng vui cùng buồn và rắn mang đến nguồn lợi lên tới hàng tỷ đồng mỗi năm. Thế nhưng để có thể thu được những nguồn lợi khổng lồ như vậy thì người dân phải chấp nhận đánh đổi với những khó khăn, nguy hiểm luôn rình rập và có thể đánh đổi bằng cả tính mạng. Và sau đây, xin mời quý vị hãy đồng hành cùng tôi khám phá, tìm hiểu về làng nghề độc đáo này cũng như những khó khăn, nguy hiểm mà người dân ở đây phải đối mặt hàng ngày. Để người lần đầu tiên có trải nghiệm tại trang trại rắn như tôi không bị quá sợ hãi, chị chủ trang trại đã cho tôi tiếp xúc với rắn non trước tiên. Theo như chị chia sẻ, những con rắn này rất hiền, chưa biết cắn hay phì người. Dạ vâng, thưa quý vị, là tôi đang có mặt tại chuồng rắn non và như chị chia sẻ là đây là rắn con mới nổ đúng không ạ? Rắn con này là năm vừa rồi là nó rắn con rắn mẹ nó đẻ đấy, thì là chị ấp nở xong chị chuyển vào đây, chị chuyển chị cho ăn ở đây. Mình là trang trại mình là có bao nhiêu, bây giờ chị có thể tính được có khoảng bao nhiêu con rắn con hay tính theo chuồng à? Chị tính theo chuồng, mỗi chuồng khoảng độ 40 con. 40 con rắn ạ? Sau khi mà nó trưởng thành thì sau đó thì công đoạn của mình tiếp theo là như nào ạ? Sau khi nó trưởng thành thì chị cho ăn khoảng 1 năm thì đến tháng 5 sang năm thì chị mới chuyển lên hang. Thì là mỗi con lại là một ô đấy, một hang. Đây là rắn nhà chị, là rắn năm 2 em ạ. Năm ngoái là chị cho ấp lở. Thì năm nay chị cho lên chuồng thì năm nay nó là năm thứ 2. Hôm nay chị vừa mới cho ăn xong. Ngay sau đó, tôi được chị chủ trại đưa đến trải nghiệm chuồng rắn sinh sản có số lượng lên tới 2.000 con rắn hổ phì và được thử thách công việc khó khăn nhất trong nghề nuôi rắn. Cho rắn ăn, tưởng chừng đơn giản, nhưng đây lại là công việc nguy hiểm nhất. Em chào chị Vân. Chị Vân, nó có thể... Đây, em đến cho rắn ăn thử đây. Không sao đâu, em cứ cho ăn. Thực ra nó phì thật. Thực sự là nó phì rất là ghê. Thưa quý vị, chị đóng cửa chuồng, đóng cửa chuồng mà. Thưa quý vị, và xin phép quý vị là tôi có thể đứng ở đây để phỏng vấn nhân vật của chúng ta đúng không ạ? Tôi đang rất là run khi mà đứng ở đây. Đây là lần đầu tiên tôi trải nghiệm ở gần những con rắn đến như vậy. Cảm ơn quý vị. Công việc cho rắn vô cùng nguy hiểm rồi. Thì hiện tại tôi vẫn đang tiếp tục lấy không khí để có bảo vệ chuồng rắn. Thưa quý vị, là khi mà đi đến đâu lại rắn phỉ đến đấy, rất là cảm giác thực sự là không tả nổi. Thưa quý vị ạ, ở đây là xác rắn trong
ngày hôm nay chúng nó lột đấy ạ? À? Đúng rồi, xác rắn trong ngày hôm nay chị cho ăn đấy. Rắn nó lột ra bây giờ chị cho ăn xong rồi, rồi chị quét dọn. Quét dọn chuồng trại. Có khi nào mà mình trường hợp này mà khi mà mình quét dọn như này hoặc là khi mình cho ăn thì có khi nào mà mình để sống ra không ạ? À? Chỉ có mỗi lúc mà mình cho ăn đấy thì mình có đôi lúc mình vô ý để nó quên cái con bọ của lắp hang thì là nó sẽ sống ra. Chỉ có mình cho ăn thì nó mới cắn thôi, còn nếu nó sống ra thì là không. Lúc mà cho ăn thì có phải mình dùng cái kẹp mình đưa vào xong rồi không may mình rút tay ra thì mình sẽ bị cắn đúng không ạ? Đúng rồi. Ngoài cái nguy hiểm là em nghĩ là cái nguy hiểm về rắn cắn này là cái nguy hiểm, cái lúc mà cho ăn là cái nguy hiểm nhất trong cái nghề nuôi rắn này đúng không ạ? Đúng rồi, cái nghề nuôi rắn là cái nguy hiểm nhất là cái lúc mình cho ăn ấy. Xung quanh tôi là những tiếng phì của những chú rắn hổ mang đúng không chị? Rắn hổ mang phì. Rắn hổ mang phì. Và thực sự là quý vị có thể nhìn thấy là tôi đang toát mồ hôi rất là nhiều. Vì từ khi bước chân vào trong chỗ mà anh chị nuôi rắn này thì tôi đang cảm thấy rất là sợ. Và thực sự là em rất khâm phục những người mà có thể ngày ngày có thể cho rắn ăn. Và một ngày thì chị làm công việc quét dọn này mấy lần à? Không, chị chỉ khoảng độ 5 đến 6 ngày thì chị cho ăn một lần. Xong rồi khi nào chị cho ăn thì chị mới lấy xác ra, xong ăn xong thì chị mới quét dọn. À, vậy ạ? À? Tức là cái công việc mà cho rắn ăn hay là quét dọn là không phải công việc diễn ra hàng ngày đúng không ạ? Không ạ. Cứ ở trong chuồng thôi, lúc nào mình mở ra mình cho ăn. Còn không thì là cứ ở trong chuồng này thôi. Trong trường hợp mà bây giờ chị đã chia sẻ nó được ăn rồi thì nó mới có thể giữ im lặng như này đúng không ạ? Đúng rồi. Còn nếu mà nó không ăn thì nó sẽ cứ phì ầm ầm từ lúc mình bước vào đúng không ạ? Không, kể cả lúc mà mình cho ăn cũng vậy, lúc mình cho ăn thì là bước vào thì cái tiếng phì của nó, cái mình vào nó động ấy thì tiếng phì nó sẽ kêu. Đấy, lúc nào chứ nếu mà mình không vào thì là không, nó không kêu. Cứ mình vào cho ăn là lúc nào là tiếng nó cũng kêu phì phì á. Nó động là nó kêu ấy. À vì vậy nó có tên là rắn hổ mang phì. Đúng rồi, đấy. Ui. nó tên là rắn hổ mang phì đúng không ạ? Đúng rồi. Thực sự là tiếng phì của nó rất là to thưa quý vị ạ. Dạ vâng thưa quý vị, trên tay tôi lúc này là một cái xác rắn đã lột trong ngày hôm nay. Và tôi có thể thấy là lượng xác rắn tương đối nhiều. Chắc là ở đây thì thực sự nó có mùi rất là khó ngửi ạ. Dạ thưa chị, là khi mà cho ăn cũng như là dọn vệ sinh như này ấy, thì mình có những cái trang bị, những cái đồ bảo hộ gì không ạ? Mình chỉ mặc quần áo kín mới đeo bảo hộ găng tay. Rắn trong đây là có trọng lượng khoảng bao nhiêu ạ? À, những chú rắn trong đây có trọng lượng khoảng độ cân rưỡi, 2 cân, hơn 2 cân. Nhưng mà nếu mà cái rắn, những con rắn mà có trọng lượng lớn như vậy thì nếu mà khi nó cắn một cái được là có dẫn tử vong luôn được không ạ? Không em ạ, bởi vì nếu mà dẫn đến tử vong thì chỉ có những người mà bị lọc rắn và bị dị ứng thôi. Thì là mới dễ đến tử vong, còn nếu mà không thì chỉ là đau hoặc là nó hoại tử, mất đốt ngón tay đấy. Hoặc là thối tay đấy, để lại sẹo ở tay thôi. Nhưng mà cũng có trường hợp là mình bị là tử vong rồi đúng không ạ? Có trường hợp bị tử vong, cũng năm vừa rồi thì không có, nhưng mà năm nay có một trường hợp vừa tử vong bị dị ứng. Vừa tử vong xong ạ? Vâng. Ở Vĩnh Sơn, người ta thường đùa rằng tìm nhà không nuôi rắn mới khó. Bởi lẽ ở đây, 70% hộ dân tương đương với 600 gia đình nuôi rắn. Từ quy mô trang trại lên tới vài nghìn con, đến quy mô nhỏ vài trăm con, người dân ở đây lớn lên cùng rắn. Ngỡ rằng đã quá quen thuộc với những con vật này. Thế nhưng hầu như ai nuôi rắn cũng từng bị cắn. Nhẹ thì mất vài tháng để lành, nặng thì mất một phần cơ thể hoặc mất cả tính mạng. Gia đình mình cũng nuôi khoảng độ hơn 200 con rắn sinh sản. Mình nuôi rắn thì có nghĩa là từ bé rồi, bố mẹ mình nuôi. Đến bây giờ mình lập gia đình cũng 10 năm thì bắt đầu mình cũng nuôi được khoảng 10 đến 11 năm. Mình cũng may mắn là cũng chưa bị lần nào, nhưng mà có bố đẻ mình thì cũng bị, nói chung là cũng 1-2 lần bị rắn cắn. Và gần nhất bây giờ là vừa rồi mẹ đẻ mình cũng bị rắn cắn. Đấy là rắn con mới nở. Thì trong công tác cho ăn thì cũng bị rắn cắn. Vừa rồi là gần hàng xóm nhà mình ấy là có một trường hợp là cũng bị rắn cắn và cũng dẫn đến tử vong. Mình thì cũng được nghe lại là ví dụ như là trực tiếp là bố đẻ mình hoặc là mẹ đẻ mình vừa rồi là cũng bị rắn cắn, thì cảm giác là nó rất buốt. Thứ nhất, thứ hai là nó sẽ cảm giác sưng tấy luôn, tím luôn ở cái vết cắn nếu là rắn độc. Trước mắt là như thế. Sau thì họ sẽ có những cái phản ứng như là khó thở hoặc là sụp mí mắt. Đấy là những trường hợp đã nặng. Và ví dụ như tim đập nhanh, có những trường hợp không kịp đi cấp cứu. Ở xã cũng đã có những trường hợp như thế. Ví dụ như trường hợp vừa rồi gần nhất là cũng không kịp đi vào viện, là cũng đã gục luôn tại nhà, thì khi đưa đến viện thì đã
đã chết rồi. Trong quá trình nuôi rắn thì mình đã bị rắn cắn một lần mà bị rất là nặng, mình đã phải cắt mất một ngón tay. Ngay lúc mà mình bị rắn cắn thì nó chỉ là hơi buốt một chút. Thế xong rồi khoảng độ vài tiếng sau mình phải ga đô luôn, xong vài tiếng sau thì là nó sẽ đau nhức và nó sưng tấy. Xong mình sơ cứu, thường là mình sơ cứu xong rồi mình uống thuốc, xong thì là sau đó mình sơ cứu xong rồi là mình đi viện. Đi đến viện thì là mình nằm điều trị ở đấy thì vẫn phải bỏ mất một ngón tay này. Bởi vì nó rắn nó cắn khi lọc nó vào nó đã hủy hoại mất ấy. Nó hủy hoại mất cái đốt ngón tay này của mình nên là mình không giữ được. Nên là mình phải cắt bỏ một ngón. Tôi thì nuôi rắn từ nhỏ đến thời gian vừa rồi cách đây độ khoảng hơn tháng. Mình nuôi hàng tầng cho nên cái con rắn ấy mà mặc dù mình rất cẩn thận nhưng con rắn này nó ở cái hàng chệt. Hàng chệt thì mình không nhìn được. Thế là bắt đầu là mình lấy cái móc để cho ăn, cứ thế là nó lao ra nó cắn rất nhanh. Thế còn những hang kia thì mình nhìn được, khi con rắn mình quan sát thì mình cũng làm rất cẩn thận. Tức là con rắn nó đầu ở bên trong thì sẽ là mình cho mồi hoặc bỏ xác là rất an toàn. Nhưng mà nó ở hang kia cho nên là mình không nhìn được, mình chủ quan được cái đó cho nên bị cắn. Tôi bị cắn là cũng lặng. Và có một bệnh nhân độ khoảng hơn 60 tuổi. Ông này ông bị rắn cắn như tôi. Thế nhưng mà cái vết cắn ấy, thì nó lại là vào giữa cái mạch máu này. Thế cho nên cái lượng lọc nó chạy rất nhanh vào tim và sẽ ông ấy là không chữa kịp được. Tại vì cái lượng lọc nó mạnh quá. Cho đi viện thì tóm lại khi bị cắn xong cái quay ra thì ông này nói được vài câu người đã tím đen rồi. Mặc dù cho đi viện nhưng cũng không cứu được. Dẫu ai cũng biết rắn tiềm ẩn vô vàn nguy hiểm. Thế nhưng đến Vĩnh Sơn, người dân ở nơi đây lại tỏ ra khá thân thiện đối với loài vật này. Bước chân vào nhà người dân sẽ cảm nhận được mùi rắn khắp nơi, từ ngoài vườn đến trong nhà. Số lượng hang rắn nhiều đến nỗi đem đến cảm nhận nơi đâu cũng là rắn. Nghề nuôi rắn truyền thống ở đây vẫn tiếp tục phát triển bất chấp những khó khăn thị trường trong những năm gần đây. Đây là cái nghề cổ truyền từ trước đến giờ. Cho nên là nghề thì chủ yếu là chăn nuôi rắn. Cho nên là mặc dù biết rắn rất độc, rất tợn, thế nhưng mà có những người cắn, bảo từ giờ trở đi không bao giờ nuôi. Thế nhưng mà sau khỏi người ta lại tiếp tục nuôi. Tại vì nó là cái làng nghề, nó là cái nghề cổ truyền của làng nghề. Cho nên là vẫn chăn nuôi. Thực ra mà chăn nuôi rắn này thì con rắn nó lớn rất là mau. Thế rồi mình cho sinh sưởng, cho sinh sản và mình lại nuôi rắn con để thay thế những cái đàn rắn của mình. Cho nên nó vẫn đem được cái lợi nhuận. Thế nhưng mà vì cái dịch bệnh nó lên là nó ảnh hưởng. Mặc dù như thế nhưng người dân, cả dân xã Vĩnh Sơn này hầu như là vẫn chăn nuôi. Ông thực ra mới làm về trước ấy thì chăn nuôi rắn thì mình xuất đi thì bán thịt nó cũng được nở lãi. Thế mới làm vừa rồi thì cái trứng rắn nó cũng giá trị. Thế nhưng mà 1-2 năm gần đây do cái ảnh hưởng chung của cả nước là cái dịch bệnh Covid cho nên là cái đầu ra của mình không có. Cho nên cái thu nhập là của người dân địa phương xã Vĩnh Sơn về cái làng nghề này là kém. Vâng. Là cũng bị hạn chế đi nhiều đúng không ạ? Vâng, tức là cái đầu ra nó ảnh hưởng cái dịch bệnh Covid cho nên là người ta mua người ta là không thu mua hoặc thu mua rất ít cho nên là cái giá thành nó rất rẻ. Với nhiều gia đình ở Vĩnh Sơn, rắn giờ đây đã trở thành một phần của cuộc sống. Họ chấp nhận sống cùng rắn và cũng tự trang bị những kỹ năng sinh tồn cùng người bạn này. Khi mà ở trong trại là mình phòng chuẩn bị rắn cắn là trước hết là dây chun. Khi nào mà chẳng may mà bị rắn quệt thì mình sẽ phải ga đô luôn. Sau đó thì mình sẽ xử lý như thế nào ạ? Sau đó mình xử lý là mình sẽ uống thuốc. Uống thuốc và tiêm thuốc. Tiêm thuốc dị ứng. Những cái loại thuốc này là mình đều có sẵn trong gia đình đúng không ạ? Đúng rồi, mình có sẵn ở trong trại. Cho em xem lại. Cái thuốc dị ứng này là mình sẽ tiêm để phòng trường hợp bị tử vong do rắn cắn đúng không ạ? Đúng rồi. Thế mình tiêm để cho nó giãn phế quản đấy. À thuốc giãn đây là thuốc giãn phế quản đấy. Còn đây là thuốc gì ạ? Khi mà rắn cắn mình uống để cho nọc, ý là ngăn nọc độc nó ngăn vào độc cơ độc thể mình đấy. Nó lan trong cơ thể đấy đúng không ạ? Đúng rồi. Lấy thuốc này là mình sẽ sử dụng khi mà bị rắn cắn thì nó sẽ ngăn chặn cái việc nọc độc của rắn lan trong khắp cơ thể. Đúng rồi. Thì khi mà bị rắn cắn thì mình ga đô xong thì mình sẽ dùng thuốc này để cho cái lọc độc để nó khỏi phát tác vào cơ thể của mình ấy. Đấy. Thực ra cái nghề chăn nuôi rắn này thì mình phải làm chuồng trại hang nó thoáng mát về mùa hè và ấm áp về mùa đông. Thế nhưng cái quan trọng là khi mình cho ăn là mình thật cẩn thận quan sát con rắn. Mình phải nhìn thấy con rắn
Đấy, khi con rắn mà nó đã dương bệnh hoặc là đầu nó tiến ra ngoài cửa thì mình không nên đụng chạm vào nó, thì sẽ hạn chế được cái con rắn nó cắn mình, hạn chế được cái rủi ro. Còn bây giờ thực ra mà nói thì nếu không may mình cũng không nói trước được cái điều gì, nếu không ngay bị rắn cắn thì bây giờ cái sơ cứu ban đầu cũng rất quan trọng, mà cứ tiêm đa số là người ta bị dị ứng. Thế nhưng mà ở các hộ gia đình đều chủ động phòng thuốc dị ứng và họ tiêm phòng dị ứng, có thể là người ta bị rắn cắn nhưng mà cái dị ứng lọc độc có thể là nó nhanh dẫn đến tử vong khi mà cái lọc độc nó chưa ngấm vào cơ thể mình cũng đã bị tử vong rồi. Cho nên là tiêm thuốc dị ứng, thế rồi là cho thở oxy, thế và chuyển viện thì rất an toàn, ít mới có người, trừ ra những người nó cắn vào huyệt, giả sử như tôi đây, thế may nó không cắn vào động mạch tĩnh mạch, nếu cắn vào động mạch tĩnh mạch thì khó cứu. Vâng, thưa quý vị, không chỉ có rắn hổ mang mà bọ cạp cũng được biết đến là một trong những loài cực độc mang danh với tử thần. Thế nhưng đây cũng được xem như là một trong những loài mang lại lợi nhuận cực cao, bởi bọ cạp còn biết đến là một đặc sản nức tiếng và là dược liệu quý chữa được nhiều căn bệnh. Để hiểu rõ hơn, xin mời quý vị và các bạn cùng theo chân chúng tôi với phóng viên Thảo My để tiếp tục tìm hiểu rõ hơn về điều này. Thưa quý vị và các bạn, hiện tại thì tôi đang có mặt tại trang trại côn trùng Thành Tâm của anh Lâm Ngọc Tâm, người được mệnh danh là vua côn trùng miền Bắc. Và ngay bây giờ xin được mời quý vị, chúng ta hãy cùng khám phá trang trại côn trùng mang lại lợi nhuận tỷ đồng mỗi năm này. Trong vài loại côn trùng đang được trang trại đầu tư nuôi dưỡng thì bọ cạp là quan trọng nhất, tạo ra những giá trị kinh tế lớn cho chủ sở hữu. Bọ cạp là loài côn trùng có chứa nọc độc đắt đỏ nhất hành tinh. Chưa kể tới những giá trị khác nhau như làm dược liệu quý, làm thuốc hay chế biến thành những món đặc sản độc lạ. Cũng bởi vậy mà bọ cạp ở trang trại Thành Tâm là một trong những mặt hàng bán chạy nhất. Anh Tâm cũng chia sẻ, mỗi ngày những chú bọ cạp này sẽ được cho ăn một lần vào buổi chiều, 4 ngày tưới nước sạch một lần để giữ ẩm cho bọ cạp. Cứ chăm sóc như vậy cho tới khi thấy bọ cạp con bám trên lưng bọ cạp mẹ, từ lúc được sinh ra cho đến khi lớn đủ để xuất được thành phẩm sẽ là từ 60 ngày trở lên. Hiện tại bọ cạp ở trang trại của anh Tâm có giá bán buôn dao động từ 450 đến 500.000 đồng một kg. Anh cho biết qua hơn 10 năm xây dựng mô hình chăn nuôi côn trùng bò sát, đến nay phần lớn khách hàng của anh đến từ các nước như Nhật Bản, Trung Quốc, Thái Lan. Mỗi lần xuất bán côn trùng lên đến hàng tấn thành phẩm. Chính vì vậy, anh mong muốn có thể mở rộng mô hình này trong tương lai để đủ số lượng nguồn cung, mang lại lợi nhuận cho nhiều bà con nông dân hơn nữa. Mỗi loại côn trùng thì nó có cái thời gian khác nhau. Ví dụ như con dế thì chỉ mất trong vòng khoảng 4-5 ngày. Đấy, con tắc kè thì mất khoảng 6 tháng. Con cà cuống thì mất 60 ngày. Từ ngày nó sinh sản, nói chung là tất cả những con từ ngày khi sinh sản mà khi xuất được. Thì như thế. Rồi con bọ cạp thì cũng mất 60 ngày trở lên là mình xuất được trong những cái con này. Những con dế như thế này sau khi đẻ trứng và được mang sang những tổ lồng khác để ấp thì sẽ được tận dụng làm mồi cho các giống loài côn trùng bò sát khác như bọ cạp, tắc kè, cà cuống. Khi dế có dấu hiệu sắp đẻ như thế này, anh Tâm sẽ đặt máng đẻ vào xô nuôi để dế bố mẹ đẻ hàng đêm. Sáng ra, máng đẻ được lấy ra đưa đi ấp, tối đến đưa máng mới vào xô nuôi để dế đẻ tiếp. Mỗi đêm, 30 con dế mẹ có thể đẻ hàng nghìn trứng vào máng đẻ. Riêng về dế, anh Tâm chia sẻ, dế rất nhát, vì vậy nên nhẹ tay khi cho ăn hoặc chăm sóc chúng. Đặc biệt, mỗi chuồng cần bố trí thêm nhánh, lá cây khô, thùng giấy hoặc thùng phế liệu để tạo môi trường hoang dã cho dế ẩn trú hoặc bay nhảy một cách tự nhiên. Tuy nhiên, để dế sống khỏe và phát triển đồng đều, nguồn thức ăn cung cấp phải thật sạch, không sử dụng các chất bảo vệ thực vật. Dế thường hay mắc bệnh đường ruột, nếu không chăm sóc tốt, có thể bị chết hàng loạt. Thì những cái con dế này sẽ bám lên những cái cành cây. Những cái cành cây mà những gọi là những cái vật dụng mình nuôi trong đấy thì nó sẽ ăn con dế này. Khách vào thăm trang trại chăn nuôi côn trùng độc đáo này luôn được anh Tâm hào hứng kể về trang trại này của anh. Ngoài bọ cạp ra thì rất đa dạng về chủng loại, giống loài.
nhiều loài đã gần như tuyệt chủng trong tự nhiên nên mang giá trị rất cao trên thị trường. Như loài cà cuống, anh đã nhân giống thành công. Loài côn trùng này được xếp vào hàng sơn hào hải vị của người xưa. Ngày nay, món cà cuống được nhiều nước trên thế giới ưa chuộng, dùng làm thức ăn quý. Cà cuống còn có giá trị cao khi sử dụng làm tá dược sản xuất thuốc đông y. Đặc biệt, cà cuống còn cho một loại tinh dầu vô cùng quý hiếm để chế biến các món nước chấm đặc sản. Cái này cũng nó cũng chỉ là một cái duyên thôi. Duyên như thế. Ngày xưa thì được đi tham quan rồi cũng về những cái con này. Rồi sau đó thì về khởi nghiệp. Rồi có ý tưởng khởi nghiệp thì nó có, mình nghĩ mình nó có tương lai. Cái thứ nhất là nó khi chăn nuôi thì nó dễ. Cái thứ hai nữa là cái quy trình chăn nuôi nó dễ, mà cái thứ hai nữa là cái chi phí thì nó thấp. Và cái đầu ra của nó thì lại ổn định. Đấy con này. Cái quan trọng nhất là con này là thứ nhất là chi phí ăn uống của nó ít. Thứ hai nữa là bệnh dịch nó dường như là không có dịch. Nó chỉ có những cái bệnh lặt vặt thôi, những cái đó thì những người chăn nuôi thì người ta đều khống chế được hết những cái thành phần mà như ba cái bệnh lặt vặt đấy. Là nó dễ hơn nuôi gia súc gia cầm. Xuất phát từ gia đình thuần nông ở huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa. Từ khi còn nhỏ, anh Tâm đã có sở thích tìm hiểu các loài côn trùng như dế mèn, châu chấu, bọ xít, ong. Từ đó anh nảy ra ý tưởng làm giàu từ các loài côn trùng gần gũi với nhà nông, rồi xây dựng nên mô hình kinh doanh hoành tráng như hiện nay. Tại vì lúc mà tôi khởi nghiệp cái này thì dường như là về cái thông tin của nó rất ít. Tất cả đều phải tự mày mò thôi. Mày mò là tìm hiểu, là dần dần là mình có kinh nghiệm. Chứ nó không như bây giờ. Bây giờ thì cái thông tin nó nhiều hơn. Thì nó sẽ dễ hơn. Như là cái lúc xưa tôi khởi nghiệp. Thì lúc đầu thì cũng phải chạy qua chạy lại rồi đi tìm. Rồi nhờ các cộng tác viên. Sau này thì những cái đối tác của bên nước ngoài người ta làm về cái chương trình này thì về những cái này thì người ta sẽ tự tìm hiểu và tìm đến mình. Là dần dần là mình có. Anh Tâm cho biết, những loại côn trùng này đều quen sống ở môi trường tự nhiên nên việc làm chuồng trại khá đơn giản và không tốn quá nhiều công sức. Tuy nhiên, việc chăm sóc phải đảm bảo đúng tập tính của từng loài. Ví dụ như thức ăn cho dế phải là rau sạch hoàn toàn. Nếu không, dế rất dễ bị bệnh. Rắn mối thì ưa khí hậu nóng ẩm. Nếu trời lạnh, phải chú ý đến nhiệt độ chuồng trại hay thức ăn. Hoặc bọ cạp thì chỉ ăn vào khung giờ từ sẩm tối trở về đêm nên sẽ phải canh chừng chuẩn giờ giấc. Với niềm đam mê và tính tỉ mỉ, anh Tâm tiếp tục thành công với việc nhân giống và nuôi thành công tắc kè thương phẩm xuất khẩu đi nước ngoài như Nhật Bản, Trung Quốc, Thái Lan. Hiện tại, anh Tâm có 2 trang trại nuôi côn trùng bò sát ở thủ đô Hà Nội và quê hương anh ở Thanh Hóa với quy mô khoảng 30.000 con. Giá bán tắc kè thương phẩm tại trang trại dao động từ 400.000 đến 1,2 triệu đồng một con, tùy thuộc vào trọng lượng của tắc kè. Tắc kè là một trong những động vật được người xưa xem là vị thuốc đông y có giá trị mang lại sức khỏe. Thức thời, anh Tâm đã nghiên cứu và phát triển dòng tắc kè với số lượng tương đối lớn để phục vụ nhu cầu khan hiếm của thị trường. Hiện nay, trang trại của anh là cơ sở chuyên cung cấp các dòng sản phẩm tắc kè giống, tắc kè thương phẩm, tắc kè sấy, tắc kè thịt lớn nhất miền Bắc.